Hello, xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì em sẽ xin phép giới thiệu với mọi người thêm một mẫu ghế ăn nữa để mà mọi người có thêm lựa chọn cho dịp Tết này mà mình mua về sử dụng ha. Và nếu mà mọi người mua hàng trong cái dịp này á, thì sẽ được giảm từ 20 đến 25% trong cái đợt khuyến mãi mà Sơn Đông đang diễn ra đến hết ngày 9 tháng 2 ha. Từ 20 đến 25% á, thì tùy theo cái phương thức thanh toán mà mọi người có thể lựa chọn. Đấy. Và cái mẫu ghế này á, thì được làm theo phong cách là cổ điển nhưng mà nó có khác những cái mẫu ghế khác một xíu, đó chính là về phần tựa lưng. Tựa lưng ở đây á, thì sẽ được làm theo dạng là phẳng luôn, là nguyên tấm. Nguyên tấm mà được chạm lên một cái phần tựa lưng như thế này đó. Như mọi người thấy đây rất là dày dặn. Và sản phẩm này thì được làm từ chất liệu là gỗ gõ đỏ, 100% là gỗ gõ đỏ ha. Với tính chất của cái loại gỗ này á, thì cứng nè, chắc nè, bền nè, chống ói mọt và chống cong vênh cực kỳ cao. Và cái ghế này á, thì được làm là 100% chất liệu gỗ nên là nó cực kỳ nặng ha. Khi mà mọi người, nếu mà mọi người thích, quý anh chị nào mà thích gỗ không á, thì đây là một lựa chọn rất là phù hợp với mọi người. Đấy. Cái phần tựa lưng, điểm đặc biệt ở cái ghế này và cũng như là chủ yếu của cái ghế này là phần tựa lưng này. Tựa lưng là nguyên tấm, là dày 5 phân, được đục chạm hình ảnh hoa lá tay ở phần trương nè. Đấy. Đi dọc xuống, nói chung là có rất là nhiều điểm nhấn trên cái phần tựa lưng này ha. Và ngoài cái phiên bản ghế gỗ ra thì bên Sơn Đông cũng có ghế bọc nệm nữa. Nếu mà mọi người quan tâm thì hãy liên hệ với số điện thoại trên màn hình, em sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người luôn đó. Và quay lại cái phần thiết kế ha. Thiết kế thì như em nói là thiết kế theo phong cách cổ điển. Đây, được đục chạm rồi cộng thêm đó là những cái đường lai đen này. Đấy, những đường lai đen này là một trong những cái điểm đặc trưng tại những cái món nội thất cổ điển tại Sơn Đông ha. Đây sẽ giúp cho cái sản phẩm nó có điểm nhấn hơn rất là nhiều từ nhờ những cái đường này đó. Khi mà mọi người nhìn xa hay nhìn gần thì cũng có điểm nhấn rất là đẹp. Ok, và cái ghế này thì sẽ có hai phiên bản là ghế thường và ghế tay chủ. Ghế tay chủ thì thường sẽ được đặt ở đầu bàn dành cho các vị chủ nhà hay là những vị lớn tuổi ha. Còn ghế thường là cho khách hay là những cái người con của mình. Đấy. Nói chung là tùy theo cái nhu cầu và cái mong muốn của mọi người mà mọi người sử dụng thôi. Và ghế tay chủ thì có thể là sẽ dễ ngồi hơn bởi vì khi mà mình ngồi vào thì sẽ có hai cái này để dựa tay này. Và ghế này mọi người có thể sử dụng làm ghế làm việc cũng rất là hợp lý. Đấy. Tại vì đây có thể nói là ghế chủ tọa, ghế giám đốc. Nói chung là tùy theo cái nhu cầu của mọi người mà mọi người mua về để sử dụng thôi ha. Và cái phần ván mặt á, ván mặt thì sẽ là ván mặt nguyên tấm, dày là dày 3 xăng, rất là dày dặn và đây, nguyên tấm gỗ. Và tiếp theo là phần yếm, được làm nguyên tấm là dày 3 phân. Đây, được đục chạm hình ảnh hoa lá tây, được đồng bộ với lại cái phần tựa lưng luôn. Đây, mọi người có thể nhìn thấy nè. Những hình ảnh đục chạm này là đục bằng tay cho nên là khi mà mọi người nhìn vào thì sẽ có một sự sắc nét đó. Phần chân là chân trụ tròn và cái phần ở dưới này cũng là một cái điểm khác biệt so với những cái mẫu ghế khác luôn. Nói chung là cái mẫu ghế này thì nếu mà quý khách hàng mà yêu thích đó, thì sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt cũng như là cái sự độc đáo của mẫu ghế này ha. Và hiện tại sản phẩm đang có mặt tại chi nhánh An Lạc Bình Tân. Nếu mà mọi người có nhu cầu hay là muốn quan tâm thêm về sản phẩm á, thì hãy đến ngay chi nhánh An Lạc Bình Tân ở địa chỉ là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0938 200 165 để em có thể tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại.